nó đi chợ rồi bác, nó phải lội qua đóng ruộng. Đi tắt, đi đường ruộng, đi tắt. Đây chợ láng trái. Này là cá, này là cá đòn. Chốt đó là thường là cá dến. Cá khoai, cá khoai đậm. Cái này gì? Cá rô đồng. Có nhiều chưa? Chắc cỡ tháng nữa. Kìa có cầu dây. Nước thì còn đang lên. Thử ra hồi nãy gặp ông chài cá thì ông nói là nước đang lên, vậy cá nó lên đồng chứ nó chưa xuống chạy dưới thử ra bao nhiêu. Nước lên láng cỡ tháng nữa mới nước nó mới bắt đầu dừng lại. Thì khi nước lên như thế này thì chỉ có đi kiếm ốc là nhiều, ốc bu, mà ở đây bây giờ thì ốc bu vàng là nhiều.